Đối diện với lâu đài là văn phòng du lịch của thành phố. Ở nơi đây các bạn có hỏi về những thông tin của những điểm đến du lịch và họ sẽ cho các bạn một cái bản đồ. Các bạn một cái bản đồ này, mình đứng đây mình đợi để xin cái bản đồ này để đi tham quan, và mình sẽ hỏi những cái địa điểm để tham quan trong cái ngày thứ bảy hôm nay. Sau khi ở văn phòng du lịch ra, thấy là đây Sato de Đức de Bretagne là lâu đài của Đức Bretagne nha. Thì văn phòng du lịch đây, Voyage de Nantes là du lịch ở Nantes hả? Ở đây, đó, hướng dẫn du lịch. Thì họ cho mình cái bản đồ và cuốn sách để hướng dẫn du lịch ha. Và khẳng định rằng là ngày weekend ở đây thứ bảy và chủ nhật thì đi xe điện, xe buýt trong cái hệ thống TAN miễn phí. Và đặc biệt nữa là khi trên đường thấy những cái điểm xanh này nè, là đi theo cái điểm xanh đó là cái điểm du lịch ha. Họ cho mình bản đồ khoanh vùng những cái vùng mình sẽ đến tham quan. Thì họ nói là đi theo những cái điểm xanh này ở trên đường là đi đến những cái địa điểm du lịch, những cái đường kẻ xanh sẵn trên đường nè, rất ngộ không? Voyage de sortir le bureau touriste à Nantes et m'a donné un plante, un livre pour voir tout ce qui c'est à Nantes pour visiter. En plus, elle précisait à ligne verte, on suit la ligne verte, on peut visiter tous les monuments, musées à Nantes. Un endroit à visiter jusque sur la ligne verte. Et la ligne verte, ça commence dedans jusqu'à gauche et à droite. C'est magnifique, non? C'est bien indiqué quoi. Là bây giờ thì hai mẹ con mình đi theo điểm xanh, không phải là đi tham quan mà phải đi kiếm cái gì đó bỏ bụng ăn. Hai mẹ con mình sẽ đi thẳng hướng đến một cái nhà hàng nổi tiếng mà hầu như mọi người trên thế giới đều biết, có tên là McDonald's. Thằng con trai thích ăn McDonald's, nó không muốn ăn gì thì ăn, nó nói đi ăn McDonald's. Đi tham quan cái lâu đài rồi. Maintenant on va prendre la direction un restaurant bien connu presque dans le monde entier qui s'appelle McDonald's. On a faim là. Quảng trường ở đây ha. Hai mẹ con đi vào McDonald's ăn đây. Hãy ngồi ăn nha. Và bây giờ hai mẹ con ăn McDonald's đây. Thế mọi người đố, mọi người biết phần ăn của mình là cái gì? Đây, cái phần ăn của mình là phần ăn em bé. Tại vì nói thật là mua bắt con ăn không bao giờ ăn nổi hết cái bánh McDonald's hết, là phí tiền. Để mình mà con trai mình nó gợi ý nó, mẹ ơi mẹ mua phần ăn của em bé đi. Như vậy thì mẹ sẽ không có sợ ăn không hết, mẹ sẽ bỏ thuộc rác phí tiền. Một phần ăn em bé bên đây như vậy là 4 euro 50 centim. 4 euro 50 centim, mà họ cho thêm một món quà, mình chọn là một cuốn sách ha. Cuốn sách này thì mình sẽ để dành cho mấy em bé mình biết ha. Còn thằng trai, con phần ăn của con trai mình là một cái mắc Royal Bacon thì tốn hết như vậy là phần của mình 4,5 đồng, còn con trai là chắc khoảng 10,50 đồng. Nó 14,60 đồng, như vậy là thằng con trai là 10 euro thôi. Còn con trai đang ăn nè. 4,5 đồng của mình là gồm có gì? Là còn có một bịch khoai tây chiên nè, một cái bánh hamburger với lại cá nè, có bánh hamburger bò nữa nha, bò nhưng mình thích ăn cá hơn. Nó cho mình một bịch sốt mayonnaise, chọn lựa là mình chọn là cái da cua, và một ly coca không có đường ha, sans sucre. Đó là c'est mon petit menu d'enfant que je vais prendre, j'ai pas besoin de grand menu, ça suffit. Donc il y a le hamburger au poisson, le fric, mayonnaise, yaourt et de coca-cola, ça suffit pour midi. Vậy là ăn đủ buổi trưa rồi. Giờ hai mẹ con đã ăn no rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ra ngoài, đi về hướng khách sạn mà mình thuê. Lại đi một hướng nào rồi ra con sọc bạc lắc đi hướng này. Ở đây ở McDonald's này họ cũng để mấy cái ghế ngoài sân, là khi trời đẹp chắc ăn ngoài này chắc sẽ rất là mát quá. Il y a aussi les chaises sur la place pour manger à l'extérieur quand il fait beau temps. C'est pas mal. Mais c'est beau temps là. Ouais.
tiếp tục quán trường này, hai mẹ con sẽ đi thẳng hướng về cái khách sạn để mà đặt bớt cái túi sách đồ nặng đi, rồi sẽ đi tham quan thành phố. Rất là vui vì hôm nay trời tuy lạnh nhưng mà có nắng nên cũng bắt đầu ấm dần. Cao bên kia mình thấy bên tay phải có cái đỉnh nhà thờ nè, để có gì lại khách sạn xong bắt đầu đi tham quan. Thấy trên đường là những cái đường tham quay chạy ngang chạy dọc. Tham quay ở đây nên quá trời tham quay. Đây là một cái tham đang dừng ở đây. Đây thì cái những điểm đợi họ để cái mái che màu xanh rất là ngộ ha, rất là nghệ thuật quá. Không phải là cái mái che nhưng bình thường mà nó có trang trí màu xanh với hình hài như vậy nè. Còn đây là mái tranh hình chữ nhật bình thường ha. Ở đây chắc mùa xuân mùa hè những cái chỗ này mọc bông hoa đó, chắc là rất đẹp. Mình thấy dọc đây đường đây là có những cái khuôn viên nhỏ nhỏ để trồng hoa, mà cái đường tản bộ rất là lớn nha, khá là lớn. Đường thấy tương đối sạch sẽ. Trước mặt mọi người ở đây là cái nhà vệ sinh công cộng. Mình tưởng cái này là nhà vệ sinh công cộng nhưng phải, nó hơi giống giống vậy ở Paris, nhưng mà cái này là một cái nhà điện hay cái gì đó có khóa lại. Nhưng mà nói chung trả lời một em gái ở Việt Nam hỏi là đi du lịch bên đây thì đi nhà vệ sinh làm sao, thì nếu mà các bạn không thấy có nhà vệ sinh thì hoặc là các bạn vô uống một quán nào đó có ly cà phê thì trả 2.50 đồng. Còn thông thì các bạn đi những cái địa điểm như mình nói, như là nhà hàng McDonald's, Quick, KFC thì khắp mọi cái thành phố lớn nào nó cũng có hết. Và bạn vô đó bạn đi vệ sinh ha. Mới đi McDonald's xong, con trai mình nói ở đối diện đây đi có chừng 300m là có thêm cái McDonald's đối diện nữa. Hay là nãy mình vô trong chỗ mà Sato đó, lâu đài thăm viếng viện bảo tàng, thì họ cũng có nhà vệ sinh công cộng. Hoặc là các bạn có thể tới những cái chỗ trung tâm thương mại mà đi ngang qua đó, tất cả các trung tâm thương mại đều có nhà vệ sinh công cộng. Đây là những cửa hàng ở thuộc dọn trung tâm nha. Mình thuê cái khách sạn ở gần ngay trung tâm này, từ giá trả 50 euro cộng với lại cái tiền thuế, mình gọi là khi người ta thuế tourist á, cho du lịch á, thì một đầu người là 1.50 euro, thì hai mẹ con ngủ một đêm là 3 euro, chạy ra mình trả 53 euro cho một đêm ở một cái khách sạn 3 sao tên là Kiyoyat. Này mùa sale nữa, năm mùa sale đó, Việt Nam là mùa sale hay là mùa giảm giá nè, đồ giảm giá để khắp nơi. Đây là trước nhà mình là một cái nhà gì đây rất là lớn. Hồi nãy thấy đề Fnac, chà Fnac mà cũng lớn dữ vậy ta. Đứng vào lề. Fnac thì mà lớn ha. Rất là lớn nha. Một điểm cùng nói mọi người ở đây là có những chỗ cho thuê xe đạp chạy trong thành phố trước mặt mọi người, giống như là ở Paris hay các vùng khác ha. Những phần thành phố lớn hiện giờ đều có cái dịch vụ xe đạp cho thuê như vậy. Và đây trước mặt mọi người là cái khách sạn mà mình thuê cho hai mẹ con mình một cái tối thứ bảy ở đây. Kiyoyat, khách sạn này 3 sao. Giờ bắt đầu đi vô trong đây nhé. Đây là phòng ngủ của Kia cho hai mẹ con mình. Cái phòng thì hơi nhỏ nha, nhưng mình chọn phòng rẻ tiền thôi nên chắc có lẽ chỉ vậy là được. Để coi trong đây có gì ha. Hai cái giường riêng. Đây có bồn rửa tay này. Phòng douche, phòng tắm. Tắm mình gọi là bồn sen ha.
Phải để cái cạc vô, để cạc vô nó bật đèn lên. À, chỗ này là nhà vệ sinh nè. Cửa này biết cái gì mà khóa không, không mở được. Một cái bàn nhỏ, tivi, đủ trong một đêm là đủ rồi. Ngoài ra ở đây thì có thức uống miễn phí nha. Những cái để trên đây là nó đã nằm chung trong cái giá tiền mình trả rồi, chứ không phải giống như một số khách sạn ở Việt Nam, cứ như là mình ăn uống cái gì đó mình lấy họ tính tiền thêm ha. Ở đây là cà phê với trà, bình nước nóng nấu nè. Từ cửa sổ sổ phòng thì nhìn ra những cái nhà bên cạnh đối diện như vậy. Một cái sân ha, cho đậu xe. Ở đây sofa nó đủ sưởi ấm này, vô phòng nóng hổi à. Nó đã sưởi ấm trước rồi. Và ô tan này họ để một cái tờ giấy trên cái gối mình nằm. Họ nói rằng là cái loại gối này là gối đặc biệt. Nó nhớ được cái phọt là cái hình dáng của cái đầu mình đặt cho nó nằm á, để cho nó tiện nghi đó. Thì nó hỏi cho mình biết là cái loại gối ở đây là gối đặc biệt ha. À, trên đường từ ô tên của mình nãy mình đi ngang qua mình không để ý, có một cái nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam, bán tại chỗ và bán mang về luôn ha. À, emporter sur place, un restaurant vietnamien, manger, gia đình phở nè, phở luôn nè. Những con đường ở thành phố Năng nha, Place de Bourges là. Bây giờ mình bắt đầu đi theo con đường để đến thăm một cái địa điểm có tên là Passage Pomeray ha. Ở đây hôm nay là thứ bảy, cũng khá đông đúc. À đây nè, đúng rồi đây nè Leo, c'est là đúng rồi đây nè, Passage Pomeray. Họ nói là cái chỗ này là xây dựng từ thế kỷ thứ 19 hả, 19, 18 vậy đó. Tấm bản đồ mà trung tâm du lịch họ đưa cho mình á, office tourist á, thì nó có bản đồ và ngoài ra đằng sau lưng là có những địa điểm để tham quan á. Thì cái chợ này, Pomeray này là được thành lập từ thế kỷ thứ 19 rồi nè. Đây, thế kỷ thứ 19. Họ nói khi mình đến đây coi, cái rất là đẹp, thì mình cũng thiệt là thấy đẹp nha. Hồi xưa là những cửa hàng nó có những cái nè cửa tiệm có tên nè. Những cái đèn kiểu xưa ha. Và giá túi đồ mình đầy bán nè. Hiệu Paul Marius. Ngoài cái cầu thang cũng rất là đặc biệt. Và mon tết lên á. Con trai cũng đợi. À, đúng rồi. Cái đặc biệt của đây là xây từ xưa mà rất là đẹp ha. Mái nó làm bằng cái loại miếng nhựa hay gì đó để lấy ánh sáng từ trên xuống. Đằng kia có một cái đồng hồ, có cái người cái đầu giống kiểu hơi giống kiểu nữ thần tự do quá vậy. Kiến trúc rất đặc biệt. Và vào là bao nhiêu? Đây là chỗ này gì đây? Làm cái từ đường lên rất là ngộn đó. Mình cũng rất là hay ha.
À, từ đây là con đường là dẫn lên một cái đường khác nữa, đi bộ lên đây nữa. Chà, nhiều nơi đã để giá. Bên Pháp là Sol ha, Mỹ là Sell, khuyến mãi là 70% đó, bán giảm giá. Có những cái đồ rất là lạ. À, chỗ khách sạn mình ở đó, khách sạn khi giá đi đến bộ đến đây chỉ khoảng 3 phút đi bộ thôi ha, không có xa lắm, có mấy trăm mét à. Những cái này rất là đẹp. Cây trên trần này rất là đẹp hả? Và cái từ dưới đường một leo lên trên đây á, lại đi ra một con đường khác nữa. Mình có cảm giác như là cái nhà này xây ở từ dưới đất lên tới đồi, trên đồi nên nó qua bên ở dưới đất mình đi lên. Khi mình đi ra thì lại đi ra một con đường khác chứ không phải là leo xuống. À, nhìn thấy cái những cái vòng ở trên đây không, điêu khắc rất là đặc biệt ha. Và cái hình của những cái ông gì trên tường ấy nè, chắc là những người sáng lập, những người sáng lập ra cái trung tâm siêu thị này chắc. Rất là đẹp ha. À, mỗi bức tượng này có một cái hình dáng khác nhau nhé. Mình tưởng giống nhau mà không phải, đây là có quả cầu. Ở đây là cái bức tượng này là có tay cầm một cái gì đó. Rồi, rất là đặc biệt những bức tượng ở đây. À, còn bức tượng này là cậu bé hay chàng trai trẻ mà không biết, ngậm cái miệng và trên đây là bóng đèn. Và bên đây là một, cũng là một cái tượng khác nữa nè. À, mỗi cái tượng có một kiểu dáng khác nhau. Mình đi tiếp coi đây. Bên đây phải dân hàng Băng Kiến vậy đây. Trên đây mình thấy khắc 1843. Có nghĩa là trên đây ngoài ra cũng có những căn hộ ở trên đây ha. Ở trên lầu này. Ở đây thì tiện là đi xuống trung tâm, nhưng mình nghĩ chắc lầu mà ồn ào, bởi vì khách du lịch rồi khách thành phố đi qua đi lại mua bán ở đây tấp nập. Là cái chị hướng dẫn viên du lịch nói là nên lại đây tham quan, thì đúng là cái vẻ đẹp đặc biệt của chỗ này ha. Khách thì tới thăm viếng nhiều, nhưng mà khách mua sắm thì không biết là có nhiều không nha. Cho coi giá áo bán sơ mi của cho em bên đây nha. Giá 59 euro là 60 euro một cái, và bây giờ họ sale là một cái là 39 euro, hai cái là 110 euro, chạy ra 55 euro một cái thay vì 59 euro. Thì cũng đâu có sale nhiều đâu, đâu có sold nhiều đâu. Chế át đình pha la ở non. Rất là đẹp ha. Ở đây mình có một cái nhà hàng, trước mặt mọi người một cái nhà hàng có tên là La Silla nè. Có cái bề mặt tiền trang trí khá là đặc biệt ha. Bắt đầu quay cái khác, cái đèn ở đây
làm rất đặc biệt ha mọi người nha. Cột đèn nè, nó làm như những cái cây lên rồi có những cái bóng đèn phía trên, khá là đặc biệt. Đây là có những điểm cho cột xe đạp nè, đậu xe đạp cột vào đây. Hả? Bây giờ bắt đầu tiếp tục con đường khá đông đúc ở đây. Ở đây em biết rạp chiếu phim, rạp hát thì mà rất là đông người đứng xếp hàng. À, rạp chiếu phim, The Festival de Cinema. Giờ ở đây thì ở cái thành phố nông này là họ cho phép vẽ lên tường nha, những người nghệ thuật nha, vẽ lên tường những cái hình tượng trên tường như vậy nè. Nghe nói là có những con đường gọi artist, họ vẽ trên những con tường như vậy. Rất dễ thương. Đi ngang chỗ này coi nó bán cái gì mà lạ quá. C'est quoi? Le brioche? Oui, c'est une brioche. À, brioche au chocolat. Bánh, bánh mì với những cái hạt sô-cô-la rất là đặc biệt. Xếp hàng ở đây ha. Tiếp tục thì đi con đường màu xanh lá. Là đây ta là các loại bánh với sô-cô-la. Nhìn quá trời hấp dẫn không? Bánh 4 phần là 16 euro, 6 phần 24 euro và 8 phần 32 euro. Những cái bánh sô-cô-la rất là đẹp nha. Đây là cái cửa hiệu bánh này nè, sản xuất từ 1982. Thôi, ghé đi ngang qua chỗ cái tiệm bán đồ bất động sản, văn phòng bất động sản là Immobilier ha, mình cho mọi người coi giá thử ở đây coi nha. Giá một cái T1 là 105.000. T1 này có 37-38 mét vuông. Giá T2 gần thôi. À, 200.000. Tùy theo địa điểm ha. Giá ở đây cũng không có rẻ. À, CEO thì tương đối là rẻ hơn ở Paris. À, một căn nhà ở đây thì đến gần 600.000 euro. Bao nhiêu mét vuông vậy? 109 mét vuông. 5 Sanchez có nghĩa là một phòng khách, 4 phòng ngủ. Giá tục đây đây băng qua đường. À, theo điểm đường xanh thì lại phát hiện ra thêm một cái khu nhà rất đẹp. Musée d'histoire naturelle, viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên.